Yeah, yeah. Ho, ho, ho. Minions have spawned. Need some grub. Get some. Down your pussy. Thằng quần què nó không chịu đợi mình tới. Thích làm cái trò gì đâu. Nó đợi mình tới là giết nó, không quay qua giết thằng Java luôn kịp. Quá easy, ganh quá easy. Vừa mới online stream lên đâu ra mà ông bật ông làm như ông là cái siêu nhân gì ấy. Ông bật cái ông lên mấy ngàn view. Mấy ông cứ để ý cái view vũng của người ta chi vậy? Coi Bitcoin đi. Thank you.
Let's get this party started. Has been slain. I'm on it. Chưa, mới vô game mà. Để mẹ dồn, tim mình dồn đam rời rạc quá. Tim mình dồn đam rời rạc vờ lờ. Tim mình dồn đam tà le á, không có đúng con nào hết. Này nó elo nó cũng cao. Kimo rồi. Không biết đâu. Rồi. Chưa đang tắt mic mới không biết trả lời là biết rồi. Mẹ một cạc cấu ai à? Giờ này mà còn chơi con Ezreal mẹ. Get some. Đúng cái tụi liền này đánh cái kiểu gì vậy ta? Mình muốn đi ganh cái nó trốn hết luôn. Cái e nó vừa hồi luôn rất là đẹp rồi. Bảy mươi lăm đủ rồi. Trung hứng mát đẹp. Yeah.
tung thằng hứng mát đẹp luôn. À, tính không cho nó bay về. Nó đông quá, vậy thằng Riven dính cái e con xe là đi rồi, là xong rồi, đâu có quẩy được nữa. Riven đừng có dính e con xe là ok. Dính rồi thì chơi kiểu gì. Không vay với Riven mình xanh được. Rồi win này. Bên mình đúng là Ezreal Sida. Biết vậy lát lên luôn e nó đi. Một lúc mình tới chúng nó chết hết mẹ rồi, đâu có kịp làm gì. Mà lít nó đỡ mẹ cái e của tôi rồi. Không đỡ cái e của mình cũng đủ ra mình giết thằng ủy Chitana là mình chết. Cam hoài do mày ngu. Má chơi lầy cục xúc với cha.
Ông cầm hết rượu ông phế này thôi luôn. Sáu rồi, Java nó đi nó bào mẹ bào tim mình xanh quá rồi, mình đánh hy sinh mà, mấy quả đánh hy sinh boss mình xanh kìa, ăn được cho top boss xanh là mừng lắm rồi, ra mid ngày gặp Ezreal nó boss không làm liền gì, mấy tự nhiên giờ nó cũng được hai mạng kìa. Nhà van đi nó ăn mạng thằng ngu hết riêu rồi, nó xanh thì chịu thôi. Không nhìn nó cầm con chim với con hết riêu kìa, chênh lệch nhau vừa lờ. Ezreal nó yếu quá. Ezreal nó yếu, còn chim thì nó mạnh. Khó chơi. Ai địch mà cái bọn lìn này đổ mà đi đâu nó cũng biết nha. Thôi bắt lên xem Vitam thôi, không có lẽ nó bê được. Tìm thiếu AB quá. Rồi, giờ lên xem Vitam. Cái này găng tay đi, có tí giáp.
đẹp mẹ đó. Má nó giết bà luôn. Nó giết hết luôn. Phải kinh lồng. Sao đi ven đâm yếu vậy? Như vậy mình đam hơi yếu nhỉ. Điên à. Chết đi. Thấy chúng mày sống được thằng nào. Chắc sống được thằng nào à. Rồi á. Giờ đỡ sợ mấy thằng vật lý. Lên thêm này nữa là đủ rồi. Khá AB luôn. Tính lên AB mà team mình mẹ không có tanh. Nguyên một năm rồi mới bị bận. Vừa qua năm mới cái. Giờ ho luôn. Bay xanh lắm rồi. Nó đi va. What the fuck. Ồ má liều vậy. Rồi cũng được. E tới nó là đẹp rồi. E đéo tới nó. Chim má nó xanh bờ lờ luôn. Tí mình mem mình bắt nó thôi.
vậy? Mình có bị cái gì hoài vậy? Bay lên. Bay lên. Má mình e toàn là sát mé đó, xong có đời hết e luôn. Đéo tưng được nó lên, bực mình ghê. E mà dính giảm nữa. Giảm nữa hồi chiêu rồi. What the fuck? Đâu mình quy về, mình lết về, nó nhảy lên là nó dính cái quy của mình đó. Nó nhiều đam. Được. Đẹp à, đẹp à, đẹp à. Đâu nghe pussy. Rồi, Solari nó đẹp. Không sai, nó kéo thì phải chịu đi chứ. Không sai, nó kéo thì chịu thôi chứ. Biết thế đéo rồi, tôi không ăn kéo thì ông mấy ông ăn kéo. Sao tự nhiên ho nhiều dữ ta? Rồi, thằng Thi rồi.